ơn các bạn đã quay trở lại với channel 63B của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chống rung bằng phần mềm Movavi. Thì với cái cách chống rung này sẽ giúp cho cái video của các bạn nó ổn định hơn và nó tốt hơn. Thì cũng có khá nhiều kênh giới thiệu cách chống rung video mà bạn quay bằng chiếc điện thoại không sử dụng gimbal hay bất kỳ dụng cụ nào, thì các bạn có thể tải cái phần mềm Movavi. Mình để phần bên dưới mô tả để các bạn có thể tải về và ứng dụng. Thì trước tiên mình sẽ mở cái phần mềm Movavi lên. Và đây là giao diện chính của phần mềm Movavi. Thì mình không có video, không có quay cái video nào hết, cho nên mình đã lên website Pixabay để tải một cái video về làm demo cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ import file vào cái này và kéo xuống thì các bạn có thể xem. Đó, các bạn thấy nó hơi rung lắc không? Các bạn cứ để ý kỹ đá san hô nó sẽ rung lắc. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn nhanh. Thì cái phần mềm Movavi này mình có giới thiệu trong cái video trước rồi. Thì đối với những bạn mới tập tành làm YouTube hoặc làm YouTube lâu rồi mà các bạn chưa biết cái phần mềm nào hay để chúng ta biên tập video, thì có rất nhiều cái phần mềm để chúng ta có thể edit phim như là Premiere, Adobe hay là Camtasia, Sony Vegas hay là gì đó, vân vân, có rất là nhiều. Thì mình hiện tại thì mình đang sử dụng là Sony Vegas Pro 14. Và cái Movavi này về, cái Movavi này á, mình tải về chủ yếu là để nghiên cứu thôi. Thì trong một ngày mình nghiên cứu thì mình cảm thấy nó cũng khá dễ thao tác và dễ làm, có nhiều hiệu ứng đẹp và có nhiều hiệu ứng hay ho để giúp các bạn làm video một cách tốt nhất. Thì mình sẽ tiếp theo là cái video của các bạn á, tùy theo cái mức độ video, các bạn có thể cắt ra những cái đoạn nào mà nó bị rung lắc quá nhiều thì các bạn cắt ra, rồi xong chúng ta sẽ edit chỉnh sửa nó lại. Còn các bạn nào muốn chống rung toàn bộ video thì cái thời gian chờ đợi của các bạn nó sẽ khá lâu, mặc dù cái phần mềm Movavi này nó render cũng rất là tốt, rất là nhanh, nhưng mà video dài quá với cái cấu hình máy tính của các bạn nó yếu quá thì thời gian chờ đợi của một cái video dài mình tính tầm 10 phút đổ lại thôi thì nó cũng đã rất là lâu. Cho nên các bạn phải chịu khó, nếu bạn nào có thời gian rảnh rỗi thì các bạn có thể render toàn bộ video, chống rung toàn bộ video và ngồi chờ. Thì khi các bạn mở video này lên, chúng ta sẽ xem. Đây, mình mở lên lại nha. Các bạn có thể nhìn thấy cái đá và nó rung không? Đó. Và bây giờ mình sẽ bấm vào cái mục cài đặt nè. Có cái khóa với lại cái Tuvix. Thì ở đây cái phần video edit, chúng ta sẽ bấm vào và chọn từ stabilization. Đây, chúng ta bấm vào đây. Thì các bạn để ý cái phần shaking này, thì chúng ta chỉnh càng cao lên, chỉnh càng cao lên thì cái độ ổn định của video nó càng tốt. Nhưng mà video dài quá mà, thì các bạn thì cũng có thể chỉnh full luôn cũng được. Còn nếu các bạn càng giảm xuống như vậy thì cái mức độ rung lắc của nó sẽ rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ kéo lên luôn, mình kéo lên full 10 luôn và mình bấm Stabilize. Thì đây chỉ là một đoạn video ngắn, cho nên là cái tốc độ render của nó cũng khá là nhanh. Trong những cái clip mà mình quay á, có những lúc mình tằng hắng là do cái cổ cuống họng của mình nó có đàm, do mình hút thuốc quá nhiều, cho nên các bạn cũng thông cảm. Thì các bạn nào mà thấy kênh mình hay và bổ ích thì có thể cho mình một đăng ký và một like video để giúp mình có cái động lực mình làm tiếp những video khác. Thì bây giờ thì các bạn nhìn lại cái video này,
Đấy, các bạn nhìn để ý cái tảng đá nó đã bớt rung lắc hơn ban đầu. Nó không còn nữa chứ không phải là bớt. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Và mình apply nó. Thì bây giờ mình sẽ mở thêm một cái video gốc hồi nãy. Video gốc nè. Đây, các bạn để ý cái tảng đá san hô nha. Đó. Đó. Các bạn thấy nó rung giật không? Và đây là video đã qua chỉnh sửa phần chống rung. Đó. Như vậy các bạn đã thấy có một sự khác biệt khá là nhiều. Đó. Và vào bên đây. Đó, các bạn thấy rung rõ ràng chứ? Đó. Thì nếu các bạn nào có máy vi tính những bạn nào đang có máy vi tính á, PC á, thì các bạn có thể tải cái phần mềm Movavi này. Movavi này mình có để cái link tải phía bên dưới. Thì khi các bạn tải về thì các bạn sẽ xài vĩnh viễn. Và các bạn nhớ chịu khó tải về rồi mở cái file rắc trong cái phần mềm mà các bạn đã tải về đó. Các bạn chép vào cái thư mục vừa cài đặt xong, chọn phải chuột với quyền là admin, rồi các bạn bấm nó lên là ok, là có thể là các bạn xài xài là vĩnh viễn. Còn các bạn tìm và đau đau theo kiểu là đau theo kiểu bình thường á, thì nó sẽ có giới hạn và nó sẽ có thời hạn để các bạn sử dụng cái phần mềm này. Cho nên các bạn có thể tải ở cái link phía bên dưới phần mô tả video của mình. Thì hôm nay cái video của mình nó cũng chỉ có ngắn gọn vậy thôi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một cách nhanh gọn nhất có thể để cho các bạn có thể đỡ tốn thời gian xem hơn. Thì hy vọng rằng các bạn nếu thích video này hãy cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ với bạn bè để mình có một cái động lực nào đó mình làm những cái video hay hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.